là một nhân viên chăm chỉ, cần mẫn. Tôi luôn nghiêm túc trong mọi công việc của bản thân mình. Ước mơ của tôi là được cống hiến hết trí óc và cả trái tim mình cho FPT Telecom. Chẳng có bao năm tháng, thời gian tưởng như đã cuốn đi hết những đam mê, mộng mơ của tôi về một đời tuổi trẻ. Nhưng rồi, cái định mệnh đó cũng đến. Ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim anh vài giây cuối thôi, để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến khi lạ, để anh được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu sa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi, vì sao lại để anh vương sầu trên khóe mi, vì sao lại biến cô đơn thành dòng tố, nỗi buồn sông vỗ tâm hồn anh trôi lênh đênh trong căn phòng rồi lại rơi xuống trên sofa. Chương trình Karabame chính thức bắt đầu vòng dự thi từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023. Hãy nhanh chóng đăng tải những video ca hát của bạn lên group phong trào Ftheo để được tự do cháy hết mình với niềm đam mê âm nhạc, cũng như có cơ hội dinh về những phần thưởng trị giá lên đến 50 triệu Việt Nam đồng.